Đây là một chiếc bóng điện 220V 200W. Còn đây là một chiếc bóng đèn 12V 35W. Và chúng ta có một cái mạch điều khiển. Tuy nhiên, cái mạch điều khiển này chỉ cho ra được cái điện áp đầu ra là có 5V thôi. Vậy làm sao để chúng ta có thể điều khiển bật tắt được một chiếc bóng đèn 12V hoặc một cái bóng đèn 220V? hoặc là chúng ta có thể điều khiển với những cái thiết bị mà công suất lớn hơn như hàng nghìn watt hoặc là chục nghìn watt thì chúng ta sẽ làm như nào thì đó chính là những cái mạch dơ le trung gian chúng ta cần những cái dơ le trung gian như thế này để điều khiển nó đây cũng là dơ le trung gian và đây là toàn bộ các mạch dơ le trung gian đây cũng là dơ le trung gian nhưng nó không phải là dơ le cơ mà nó là dơ le bán dẫn và chút nữa mình sẽ chia sẻ với bạn là dơ le bán dẫn nó khác với dơ le cơ như thế nào và nó có cái đặc điểm gì hữu ích đây mình có một cái mạch dơ le trung gian đây và cái điện áp này là điện áp điều khiển 5V nhưng cái điện áp mà cấp cho cái đèn này là 12V và chính nhờ cái dơ le trung gian này chúng ta mới có thể là bật tắt cái đèn này được bằng cách là kích tín hiệu này các bạn nhìn thấy chưa đấy đèn sáng này ngắt này đèn sáng này còn nếu như các bạn mà lắp cái đèn này sang cái nguồn vào là 5V thì nó sẽ sáng rất yếu hoặc không sáng nếu như mà công suất nguồn vào không đủ sáng bạn nhìn thấy chưa nó sáng lờ mờ lờ mờ như này và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn các cái loại mô đun le trung gian phổ biến rất hữu ích cho các bạn làm về điện tử hoặc là điện dân dụng thì đầu tiên đây nó là một cái dơ le trung gian này các bạn này thì cái dơ le trung gian kiểu này nó ứng dụng rất nhiều trong cái điện dân dụng hoặc là điện công nghiệp đối với dơ le này thì các bạn nhìn thấy là khá nhiều chân luôn thì dơ le nào cũng thế thôi thì nó sẽ có hai cái chân đầu vào để nó cấp cho cái cuộn hút ở bên trong cái dơ le Còn những cái chân còn lại là những cái tiếp điểm đóng mở tức là các tiếp điểm thường đóng hoặc tiếp điểm thường mở Ví dụ như cái hàng chân giữa này là cái chân trung gian này Còn cái hàng chân bên tay trái này thì đây là hàng tiếp điểm thường đóng với chân giữa nha các bạn nhé có nghĩa là khi mà chưa có điện áp cấp vào cái dây le này thì cái chân bên tay trái và chân giữa nó sẽ luôn luôn đóng vào nhau. Còn khi mà cấp điện thì chân giữa và chân bên tay phải nó sẽ được tiếp xúc với nhau. Và lúc đấy là chân bên tay trái nó sẽ bị nhả ra khỏi chân giữa. Thì đấy là nó có cái tiếp điểm thường đóng và tiếp điểm thường hở. Thì hầu hết cái dây le cơ nào nó cũng đều có cái tiếp điểm đấy. Dây le cơ là cái dây le mà nó sẽ có cuộn hút và nó sẽ có các cái tiếp điểm như này. Thì gọi là dây le cơ đối với cái dây le cơ ấy thì cái độ bền nó khá cao và công suất của nó khá lớn. À, với công suất càng lớn thì cái tiếp điểm này nó càng to và cái chân của nó càng to. Tuy nhiên nó có một cái yếu điểm đó là cái thời gian mà nó đóng từ tiếp điểm này sang tiếp điểm kia bao giờ nó cũng có một cái độ trễ thời gian nó có thể rất nhỏ nó khoảng một giây hoặc là mili giây thôi Chính vì thế nếu như mà chúng ta ứng dụng trong các cái mạch điện mà nó có điều chế sung hoặc là có những cái sung phát ra với cái tần số lớn ấy thì cái dơ le trung gian dạng cơ nó sẽ không phù hợp lúc đấy chúng ta sẽ cần phải dùng đến cái loại gọi là dơ le bán dẫn kiểu này các bạn nhìn thấy cái dơ le bán dẫn thì cùng công suất nó có thể nhỏ hơn rất nhiều so với cái dơ le dạng cơ đối với cái dơ le bán dẫn thì cái ưu điểm của nó là cái khả năng đóng cắt rất chi là nhanh luôn nên nó ứng dụng rộng rãi trong các cái mạch điện mà điều khiển với cái tần số cao còn cái dơ le cơ thì chúng ta sẽ không dùng được cái mạch điều khiển tần số cao còn về cái nguyên lý hoạt động thì dơ le nào nó cũng như nhau thôi nó cũng đều có cái điện áp để nó kích hoạt cái dơ le đó hoạt động và cái tiếp điểm đầu ra là đóng hay mở thì ở đây các bạn nhìn thấy ở đây mình có một số cái module rơ le trung gian. Như đây, đây là một cái module đôi, có nghĩa là hai cái rơ le trung gian này. Thì mỗi một cái rơ le trung gian nó sẽ có một cặp tiếp điểm, đó là tiếp điểm thường đóng và tiếp điểm thường mở. Đấy, các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ ký hiệu này. Cái chân giữa là cái chân trung gian và nó sẽ tiếp điểm sang bên tay chân bên tay phải là tiếp điểm thường đóng này. Và khi có điện cấp cho rơ le thì chân giữa nó sẽ đóng sang chân bên tay trái, có nghĩa là cái tiếp điểm ở giữa bên tay trái là tiếp điểm thường mở. Còn tiếp điểm ở giữa bên tay phải là tiếp điểm thường đóng Thì tùy theo ứng dụng mà chúng ta sẽ sử dụng cái cặp tiếp điểm nào cho nó phù hợp Với cái module này thì các bạn thấy là nó sẽ có cách ly quang với cái phần điều khiển Đó là bằng cái con opto quang này Đối với các bạn nào mà dùng cái mạch điều khiển như vi điều khiển Thì các bạn nên dùng các cái module mà có cái opto quang này nó cách ly điện ra Thì nó sẽ tốt hơn Bởi vì sao? Bởi vì cái dơ le này là cái dơ le dạng cơ dẫn đến là nó có cái cuộn hút mà khi mà cuộn hút nó hoạt động thì nó sinh ra từ trường, dẫn đến nó sẽ gây nhiễu. Do đó là các bạn nên dùng cái uh, opto quang. Tuy nhiên với cái mạch này thì nó sẽ không thể đổi cái chiều tín hiệu mà nó kích hoạt cái rơ le. Có nghĩa là tín hiệu đầu vào là mức cao hay mức thấp thì nó không đổi được. Ví dụ như cái mạch này uh, muốn kích hoạt rơ le thì mặc định của nó là tín hiệu đầu vào mình phải cấp mức thấp thì nó kích hoạt còn mức cao nó sẽ không kích hoạt được và các bạn muốn mà cái mạch nó đa dạng chúng ta có thể chuyển đổi giữa mức cao và mức cấp thì chúng ta sẽ dùng những cái mạch kiểu như thế này đây đây là những cái mạch mà à, chúng ta có thể là thay đổi cái mức cao hay mức thấp để chúng ta cấp vào cái mạch dưa le và cái thay đổi chúng ta sẽ có một cái răm như này các bạn chuyển cái răm mà sang cái mức 2 có nghĩa là cái tín hiệu đầu vào này cái tín hiệu kích hoạt của cái dưa le này đầu vào thì là mức cao có ví dụ như là điện áp 5V uh, kích hoạt vào cái GLE này thì sẽ là dương 5V kích vào đây thì le sẽ hoạt động Còn nếu như mà âm 5V kích vào đây thì là le sẽ không hoạt động Còn nếu mà chúng ta muốn chuyển sang cái kích hoạt mức thấp thì các bạn sẽ chuyển cái răm này sang cái uh, L có nghĩa là mức thấp Thì lúc này là cái tín hiệu uh, âm nó sẽ truyền vào cái tín hiệu đầu vào này thì le sẽ hoạt động Còn tín hiệu dương vào thì nó sẽ không hoạt động Đây mình sẽ thử luôn cho các bạn xem nhé cái nguồn cấp vào cho cái dơ le này ví dụ như dơ le này là 5V thì mình sẽ cấp nguồn vào là 5V để nuôi cái dơ le và bây giờ mình sẽ lấy cái tín hiệu đầu vào ví dụ ở đây mình đang đặt ở cái mức 2 có nghĩa là tín hiệu phải là mức cao dương 5V thì cái dơ le này hoạt động ở đây sẽ đèn nó sẽ sáng này đây các bạn nhìn xem nhá bây giờ mình sẽ dùng một cái nhíp mình sẽ cấp cái dương 5V đây là cái chân dương này mình cấp vào cái chân tín hiệu này đấy các bạn nhìn thấy chưa đèn đỏ sáng này nhả ra này sáng này nhá ra này sáng này nhưng nếu như mà mình cấp cái âm đấy, âm âm nguồn vào thì cái đèn nó sẽ không sáng có nghĩa là dưa le sẽ không hoạt động coi như thế dưa le không hề hoạt động luôn và muốn chuyển sang cái tín hiệu thấp thì các bạn nhút cái chốt này ra các bạn sẽ cắm vào cái mức lâu này là chúng ta sẽ chuyển sang được cái tín hiệu thấp để nó kích hoạt bây giờ nhá mình kích hoạt tín hiệu dương này thì các bạn nhìn thấy là nó lại không sáng nữa nhưng mà chuyển sang cái tín hiệu thấp này thì là sáng này Đấy các bạn nhìn đây, thả chưa? Đó. Thì cái mô đun le này nó cực kỳ hữu ích Nếu các bạn chọn mua thì các bạn nên mua cái mô này Nó sẽ tiện ích hơn rất nhiều so với cái dùng cái mô cố định như này Và với những cái mô mà có thể chuyển đổi cái tín hiệu mức thấp và mức cao này Thì nó cũng đều có cách ly quang các bạn này Đây có một cái con Oppo quang này Nhưng mà cái con Oppo quang này nó có một cái đặc điểm khác hoàn toàn so với cái con Oppo quang À, thông thường như này thì oppo quang này nó là con oppo quang mà tín hiệu đầu vào nó là cái tín hiệu hai chiều các bạn nhé ví dụ như đây các bạn nhìn thấy là đây là hai cái chân vào để cấp cho oppo quang này à, các bạn có thể cấp chân dương vào đây cũng được thì oppo quang nó vẫn hoạt động hoặc là cấp chân dương vào phía trên này thì oppo quang vẫn hoạt động đấy là cái đặc điểm của con oppo quang này dẫn đến là nó sẽ có cái chế độ mà chúng ta có thể chuyển được còn đối với cái con oppo quang thông thường như này thì chúng ta phải cấp đúng chiều thì oppo quang mới hoạt động ví dụ dương thì cấp ở đây thì nó mới hoạt động nhưng nếu một dương một cấp ở phía trên này thì Oppo Quang nó sẽ không hoạt động. Đó là cái sự khác biệt giữa uh, hai cái mạch này do cái con Oppo Quang này nó sẽ quyết định các bạn nhé. Ok, mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn là một số các cái module dơ le cực kỳ hữu ích. Nếu các bạn muốn mình chia sẻ thêm nhiều các sản phẩm khác, các bạn hãy bình luận ở dưới video nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.